Em quê em ở Hà Tĩnh, em đang sống và làm việc ở Đồng Nai. Làm nghề gì? Dạ em giáo viên đây. Em giáo viên hả? Tổng cấp mấy? Giáo viên cấp mấy? Dạ cấp 1 chị ơi. Em dạy môn gì? Dạ em dạy âm nhạc với lại làm tổng phụ trách ạ. Để bên đây giới thiệu đã rồi làm bài tặng bên đây nha. Dạ được chị ơi. Rồi mời bạn gái giới thiệu đây. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Cường Linh, chào bạn trai bên kia và cùng chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nhi, quê em là ở Huế và em đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Công việc em hiện tại là gì? Dạ và để nói về công việc hiện tại của em thì em sẽ có một bài thơ ạ. Hay quá. Rồi mời em. Dạ. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi sớm hôm đến trường dạy trẻ nhỏ đọc rồi lại viết. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Thôi tới đó là người ta cũng hiểu em là làm gì rồi đúng không? Dạ. Em chỉ là giáo viên tiểu học. Rồi. Rồi bên kia. Đó có bài thơ nha. Hát liền. Liên quan tới nghề nghiệp luôn, làm bài luôn anh. Em dạy tiểu học nên là em hát bài Chú Ếch Con. Hả? Chú Ếch Con. Kìa chú là chú ếch con, có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan. Bao nhiêu chú trẻ non cùng bao cô cá rô ròn. Từng tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Yeah. Cặp này lấy nhau về đâu có sợ buồn đâu. Có thổi sáo gì thơ, bên làm gọi bài hát đi. Yeah. Hả? Sáo nữa hả? Có luôn, ta nghề nghiệp quá, ta thầy hay quá. Hình thức là đội viên, bài hát thì Quang Lê. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi, bạn gái. Dạ điểm mạnh của em thì em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay nói hay cười, biết nấu ăn cũng biết lo cho gia đình. Còn về điểm yếu của em thì con người của em nó đôi khi nó sống theo tình cảm quá chị, nuông chiều cảm xúc bản thân. Nếu như mà làm việc có kế hoạch thì sẽ làm việc theo kế hoạch, nhưng mà giống như mà không chưa có kế hoạch đặt ra là mình thích làm gì mình làm vậy đó. Làm theo tùy hứng ha. Dạ đúng rồi. Cảm xúc vậy cũng tốt, đâu có gì đâu điểm yếu, đâu có gì đâu điểm xấu đâu. Anh nói đi. Dạ. Hôm nay mình điểm mạnh yếu thế nào? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, quét nhà, rửa bát với giặt đồ, ủi đồ là sở trường của em. Nói chung là những cái việc thì đến tay là làm được cả, trừ việc tán gái là. Tán gái được. Dạ. Cho nên yếu chứ anh. Điểm yếu nhất là vụ đó đó hả? Dạ. Điểm yếu nhất thì ví dụ như gặp những người mà phụ nữ mà mình thích hoặc là xinh chẳng hạn thì em khá là mất bình tĩnh. Dạ, nên mà cũng không biết nói gì luôn. Cho nên là ế nhỉ. Dạ. Trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình thì nếu mà chính thức thì chưa có. Nhưng mà nó loằng ngoằng cũng nhiều lắm. Tại vì em mới tìm hiểu được ít hôm người ta bo xì em luôn rồi. Là chưa có mối, cái mối tình gọi là mối tình đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bên kia sao? Cái tình trường của mình là cô giáo như thế nào rồi? Em thì chưa có mối tình nào cả. Hả? Xứng đôi vừa lứa quá vậy. Em chỉ có yêu đơn phương thôi chị. Rồi bây giờ em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em tả cái hình dáng coi, tưởng tượng ra sao, có giống anh bên đây không? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là em không có quan trọng ngoại hình, mà chủ yếu là tính cách. Thì em mong cái người đàn ông đó thì chín chắn, biết bao dung, kiên nhẫn, có khiếu hài hước một xíu. Bởi vì tính em thì nó hay vui mà cũng hay buồn lắm chị. Thấy anh đó nãy giờ là hài hước rồi. Dạ. Thôi em gặp bảo đảm cười liền. Đúng không? Yên tâm. Có em điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích người bạn trai quá gia trưởng. Em hy vọng là nếu như hai người thì cần phải tôn trọng nhau. Rồi không có nhộn nhạt nhiều. Dạ, em thấy nghề tổng phụ trách đội hay đi giao du lắm chị. Thì hỏi anh có đi giao du có nhậu nhiều không kìa? Em thì cũng đi nhiều nhưng mà em không có nhậu ạ. Mẫu người bạn gái em tìm kiếm là như thế nào? Dạ, một người bạn gái lý tưởng của em là một người mập mạp, mũm mĩm, chiều cao thì không hạn chế, bao nhiêu cũng được cả. Rồi, được rồi, để dạ, qua được. Coi coi bên kia coi đúng ý em không nha. Ồ, chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Em cảm nhận anh trai bên kia như là người như thế nào? Thử tưởng tượng anh ấy. Tại giờ em không quen, chưa biết sao hết. Chưa biết sao hả? Dạ. Em chưa có tưởng tượng được là người như thế nào. Dễ thương lắm. Em có chịu làm dâu không? Dạ, cũng được anh. Cũng được, nếu làm dâu cũng được ha. Dạ, nhưng mà ở xa. Ở xa hả? Ý là tại do nhà em ở Huế anh. Thì em cũng muốn là Tết nhất thì cũng về Huế, cho nên hỏi nhà anh ở xa gần. Em hỏi thử coi anh ở đâu.
Ủa anh ở trong này mà anh nhà anh ở vẫn ở ngoài Hà Tĩnh hả anh? À đúng rồi, nhà em vẫn đang ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh với Huế cũng gần mà. À, vậy thôi thì em nghỉ hè thì em sẽ ra Hà Tĩnh, còn tết thì em sẽ về Huế. Về Huế. Dạ. Ta không có thỏa thuận với nhau thôi. Dạ. À rồi thôi được rồi. Dạ. À, anh Quang coi mắt đàn gái thôi ha. Dạ. À, đàn gái cũng được đó, hơi mẫm mỉm đó em. Dạ. Đúng ý em luôn rồi đó. Dạ. Dạ chào chị. Trời ơi. Dễ thương mà. Đứng lên coi tướng tá chút coi là có khỏe mạnh không? Dạ có cân mà xoay tròn không ạ? Quay. À. Dạ. Mà có khỏe mạnh không? Dạ. Chắc được nhiêu cái? Dạ chắc cũng được 40 cá. Bây giờ tích 20 thử coi. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Hít sâu quá ha. Chất lượng quá ha. Này người ta gọi là nhỏ nhỏ mà có vỏ. Rồi, rồi. Xuống mãi chị gái. Thôi được rồi. Xuống mãi lên 21 ha. Nhịp tim ổn định không? Dạ ổn định. Khỏe ha. Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Phải bỏ rác đúng quy định. Rác á, rác á. Bỏ rác đúng rồi. Rác. Và phải phân loại ra. Tức là cái rác nào phân hủy được thì mình bỏ vào riêng, cái nào mà ví dụ ly chén vỡ gì đó mình bỏ riêng ra, đừng bỏ chung. À, cái này đúng. Tội mấy người ai đi coi mắt vợ mà có cái vụ mà bỏ ra. À, anh, cái này nó lớn lên tính cách của một con người anh Quyền Ly rồi. Chưa chắc nữa. Phải cẩn thận. Không, cái đó là đúng. Nhưng mà đi gặp người yêu đi coi mắt vợ mà nó em cái nào nó lớn ra. Đúng quy định không? Cái nào nó lớn bao. Lớn lắm á, ảnh hưởng đến môi trường lớn lắm. Đúng quá. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với thầy hiệu trưởng với mấy đồng nghiệp ạ. À có thầy hiệu trưởng. Dạ. Rồi cho ý kiến thầy hiệu trưởng đi. Xin chào anh ta Quyền Linh, chị Nguyệt Cát Tường. Dạ. Xin chào nhà gái và tất cả mọi người trong trường quay. Mình là hiệu trưởng của Nguyễn Văn Thọ. Thì đến với chương trình này thì mình thấy hai bạn về cái công việc cũng như là về cái quê quán á, thì hai bạn rất là thuận lợi. Còn về cái riêng bằng Thọ thì mình nói là bên đối phương của em á, thì những cái tiêu chí mà em đặt ra là tương đối là đạt rồi đó. Thì qua cái chương trình này thì mình thấy hai bạn cũng có cái duyên để gặp nhau rồi. Thì còn lại là mình mong rằng hai bạn sẽ càng ngày gần nhau hơn. Xin phép. Dạ cảm ơn thầy. Rồi bạn gái mình đi với ai em? Dạ em đi với chị gái em, với thêm em gái, cháu gái, với thêm bạn bè. Ồ, chị ruột hả em? Dạ. Rồi cho chị gặp chị của em nha. Em xin chào Quyền Linh. Em xin chào chị Cát Tường và em xin chào quý khán giả. Em là chị của Ý Nhi. Theo em nhận xét thì anh chàng bên này thì cũng hiền lành, thật thà, hơi hề hề. Thì cái chuyện em Nhi thì nó rất là hiền cho nên nó chưa có bằng trai. Thì chuyện tình cảm của em và thêm duyên phận của em thì tùy em. Chị cũng chỉ biết là nhận xét anh chàng như vậy thôi. Còn vấn đề còn lại thì em lựa đi nha. Rồi em gái của em gái có ý kiến gì không em? Em ruột luôn á hả? Dạ, dạ cháu. À cháu. Dạ, con chào cô Cát Tường, con chào chú Quyền Linh và con chào chú và con chào quý vị khán giả. Dạ con là cháu gái của dì con, thì dì con rất là giỏi những cái công việc nữ công gia chánh, rất là giỏi nấu ăn. Dì con còn được cái vui tính nữa, nói gì cũng cười hết. Ở chú đây thì con không dám nói nhiều, con chỉ thấy chú cũng thật thà. Nếu như mà hai người nhìn nhau mà thấy hợp thì tiến mới tới với nhau, còn lại thì là do tính cách và duyên số của hai người thôi. Dạ con cảm ơn ạ. Thôi, đó cũng là ý kiến cho mình tham khảo thôi ha. Còn cái chính vẫn là quyết định của mình. Kéo màn lên. Cái gặp gỡ ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Bắt đầu. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi em cũng cảm ơn qua tặng cho anh ạ. À, rồi cảm ơn. Có vẻ hợp nhau ha. Rồi hai bạn có thể ngồi đi. Dạ. Lần đầu tiên gặp mặt, cảm nhận các bạn như thế nào? Nhìn thẳng vào nhau. Ấn tượng về nhau như thế nào? Em làm việc ở Biên Hòa được lâu chưa? Dạ em làm được 4 năm rồi. À cũng lâu rồi ha. Dạ. Nói chung là gặp đối diện với người anh gái thì em nhát lắm. Thì nhát. Trong đầu em nó trống rỗng không có gì cả. Thì bây giờ có anh đứng đây nè. Em thấy cô này sao, mình nghĩ sao nói vậy, không cần màu mè gì hết. Dạ. Cô ấy như thế nào đối với em? Em thấy thì nãy giờ cô nói như chia sẻ về bản thân cô thì em thấy cũng thật thà, hiền lành. Đúng rồi. Cũng gọi là một phụ nữ của người truyền thống. Đúng rồi đó. Dạ. Em dạ. Muốn lấy vợ chưa? Dạ, mục đích của em tới đây là phải lấy vợ gấp ạ. À, em phải thể hiện người con gái gì này cô biết chứ. Có một chút gì đó hợp với những cái suy nghĩ của em không? Dạ có, hợp nhiều lắm ạ. Hợp bởi gì? Dạ về tính cách, về ngoại hình, à. Dạ, về nghề nghiệp. À. Dạ. Em thấy cô cười xinh không? Dạ cũng dễ thương ạ. À. Bây giờ tim em như thế nào? Con tim thế nào? Thì nãy nó loạn lên em mới không nhớ cái gì đó.
Em có hỏi gì vậy? Anh hỏi đi. Em thấy là lúc nãy anh nói mấy cái vụ mà phân loại rác anh, em thấy có vẻ hơi nguyên tắc. Không có gì cả, em cứ bình thường thôi. Thì em như là không phải là rác nào mình cho vào một chỗ. Cái bịch ni lông nó khác, mà cái thức ăn dư nó khác, mà cái vỏ trái cây nó khác. Mình mà không vào. Ý em nói là bịch ni lông qua một chỗ với lại cái thức ăn nữa với lại cái biết rồi, mấy vụ nó biết rồi. Trời ơi. Bây giờ thí dụ giờ em yêu một người cô gái này, em yêu tha thiết luôn. Cô về cô thấy rác, cô lượm hết, cô bỏ vô một chỗ hết. Không, cái đó từ từ em nhắc nhở sau. Không sao cả. Nhắc sao? Bây giờ em nên là phân loại nó ra. Nhưng mà em hay đản trí lắm. Em có khi em bỏ em thấy lượm rác được là được rồi. Chứ còn giờ bắt đầu phân ra. Ủa, phân ra để làm gì? Thì tất nhiên là phải có mục đích của nó. Tại vì cái rác mà hữu cơ nó khác, còn rác vô cơ nó khác. Bữa nay hẹn hò chuyện rác thiệt quá bệnh đi. Mà anh có dự định tương lai sao? Thí dụ mình quen nhau và kế hoạch kết hôn sao? Giống như anh là anh tính gặp quen nhau rồi khoảng bao nhiêu lâu cưới? Thì tụi em thôi, mai về cưới cũng được. Em thì em anh cưới vừa gấp mà. Em thì tính em nó vẫn còn 5 năm. Em tính chắc cả khoảng 1-2 năm nữa. Cũng không sao. Nếu mà tin tưởng nhau thì không sao cả. Em muốn ảnh như thế nào nói luôn đi. Em nghĩ chắc anh là giáo viên thì chắc anh cũng hợp với mấy tiêu chí của em ra rồi. Dạ, có mỗi cái em thấy nguyên tắc của em thì như vài bữa sống làm sao? Không sao cả, không phải nguyên tắc nhưng mà nó không cứng nhắc. Cái đó mình chỉnh từ từ được mà, không sao cả. Nói chung em bỏ ra. Dạ, ý anh nói là vài bữa em về giống như em về với anh là em phải giống như anh hả? Không cần giống, thì em cứ làm từ từ vậy thôi. Ví dụ như là cái ly hay cái chén vỡ thì một tháng, hai tháng rồi. Cho em cơ hội cuối cùng. Dạ. Nhìn thẳng vào cô gái ấy. Yeah. Nói một câu gì đó thiệt là tình cảm để chốt lại, để có quyết định. 30 giây cho em cơ hội cuối cùng. Đừng có rác nữa nha. Thì nói chung thì anh cũng là một người rất là nhát gái, cho nên là gặp em lần đầu thì cũng anh rất là ấn tượng rồi về các cái tiêu chí của anh rồi. Cho nên là em cũng, mình cũng cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình đến với nhau. Dạ. Rồi thôi, mọi thứ rồi. Sẽ quyết định sau cái quyết định bấm nút của mình nha. Khi chúng ta quyết định bấm nút có nghĩa là rất rất nhiều người ở đây đang theo dõi mình. Bấm nút là hẹn hò, là tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau, cái tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy cho nhau cơ hội. Bởi vì anh ấy rất là chân thành. Vấn đề chỗ là anh hơi nhát và hơi nguyên tắc, cũng hơi một chút khô khan. Nhưng mà anh nghĩ rằng với bản lĩnh của em rất thông minh, em sẽ lèo lái được anh ấy. Và chắc chắn anh ấy sẽ trở thành người chồng rất tốt. Dạ. Ha? Rồi anh nắm tay đi, nắm tay. Xin nhà, xin chị, xin chị. Anh cầm giùm em. Đó, nó phải vậy đó. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cầm luôn. Thì hai bạn là một chiếc Smart TV 50 inch UVC TV, TV LED công nghệ Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn thì UVC sẽ có trong ngôi nhà của các bạn. Cảm ơn hai bạn. Đi. Quyết chiến quyết thắng lên nha thầy. Thì về cái tật xấu thì hơi chậm. Em hợp với tuổi gì? 91 nè. 89. Anh ơi, hợp với tuổi em đó anh. Phù hợp với mẫu người của em cũng khoảng 60%. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời mẹ. Em chào anh. Chào em. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em là Thân Trọng Vũ và em sinh năm 1987, quê em ở thành phố Buôn Mê Thuột. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại quận 12. Em làm bên kinh doanh của một công ty về thức ăn nhanh. Coi như là phòng kinh doanh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mời em gái giới thiệu. Em xin được trân trọng giới thiệu, em tên là Phạm Thị Như Ái. Năm nay em tròn 29 tuổi. Gia đình của em hiện tại đang sinh sống tại Bình Thuận, nhưng mà em cùng sống cùng với em trai của mình tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng với bộ phận là nhân viên tư vấn chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh thoát vị đệm và thoái hóa cột sống của nhà thuốc gia truyền Đông y Trần Vượng tại Củ Chi. Nãy giờ chưa tưởng em giới thiệu nghề nghiệp em là MC chứ. Dạ. Nói càng dài làm thoát vị. Điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, năng động và tự tin, là mẫu người của gia đình. Đối với em, gia đình là trên hết. Em thích nấu ăn, em thích chăm trẻ. Em rất là có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Bởi vì là trước đây đó chị, em đã từng chăm và nuôi đẻ cho chị gái của mình 3 lần. Dạ. Giỏi vậy ta. Dạ, cho nên trong công việc đó, thì em là một người rất là nhiệt tình và năng nổ. Đối với em đã làm là làm đến chốn, thân thiện và vui vẻ với mọi người và rất là dễ làm quen. Còn về cái khuyết điểm của em á, chính là em thích du lịch nhưng mà em lại say xe, vì đó làm cho em có thể là rất là bất tiện trong những cái chuyến dã ngoại đi chơi xa với lại người thân và bạn bè, nhưng mà em có thể uống thuốc. Dạ. Còn một cái khuyết điểm nữa là em cảm thấy mình là một người rất là thẳng thắn. Chính vì thẳng thắn cho nên là có cái chuyện gì đó là em không giữ trong lòng được, là em sẽ nói ra ngay. Dạ. Thế thì cũng không vấn đề gì. Dạ. Rồi, bạn trai. Ưu điểm của em thì em thẳng thắn, biết nấu ăn, chăm lo cho và luôn luôn nghĩ về gia đình. Thì em là một mẫu người đàn ông của gia đình. Em là một người cũng khá là vui tính. Thì về cái tật xấu thì cũng hơi chậm. Ví dụ như có thể là một cái bắt đầu một cái công việc mới thì em sẽ là làm việc chậm hơn bình thường. Nhưng mà khi mà em đã làm quen một công việc đó thì em tự tin mình làm rất là nhanh. Đó, thì không nó sao? Cũng là vậy anh không chậm đúng không? Cái anh trước mới chậm. Em và cái thứ hai nữa là em cũng cảm thấy là mình chậm, tại vì bằng tuổi em thì con cái đồ đông hết rồi mà em cũng đi sau vài bước. Em có mấy mối tình rồi Vũ? Em có 2 mối tình. Tại sao mình phải lại chia tay? Do cái khác tuổi, mệnh. Em hợp với tuổi gì? 91 nè, 89. Nơi hợp với tuổi em phải anh? Em tính mấy? Dạ em 89. Rồi vô khỏi nói nữa. Để yêu nhau 2-3 năm mà nó không hợp tuổi. Anh lo là lo cái đó đó. Bây giờ hợp rồi thì chắc chắn là phải giữ nha. Dạ. Cái tình trường của em sao? Tính ra thì em có một mối tình chính thức và 2 mối tình kiểu say nắng chị. Đến năm 2015 thì em lần đầu tiên quen chính thức là em 25 tuổi. Thì cũng có tìm hiểu, tại vì cùng quê chị gần nhà. Quen một thời gian thì thấy không hợp. Cái không hợp đó chính là yêu xa. Không cảm thông, không có chia sẻ được với nhau, khác quan điểm. Mà em cảm thấy chuyện tình yêu của em á chị, nó không có giống như những gì em mong muốn. Em chưa có một sự tỏ tình lãng mạn như em mong. Giống như là mình quen, mình thích thì mình đi chơi rồi xong rồi đường ai nấy đi. Giống như cái kiểu là sáng thì sáng nắng chiều, sáng thì nắng, còn chiều là chiều lại thì coi như là tắt đèn luôn vậy chị. Nghe em gái tâm sự mà thấy thương. Nói chung quá. Là em cần một cái gì đó nó gì? Nó khác một cái tình yêu cho nó lãng mạn một chút. Rồi thôi bây giờ bỏ qua chuyện buồn đi. Bây giờ mình nói cái chuyện mới đây đi ha. Em gái cần tìm một người yêu như thế nào? Em rất là nghiêm túc và em mong muốn sao tìm được một người có thể hiểu em, có thể thương em và có thể là chăm lo cho gia đình của mình. Chỉ cần là có một cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu và có một nụ cười tỏa sáng như em là được. Vì em không thích người đàn ông. Dạ, chịu lừa dối, không biết quan tâm tới gia đình. Em không thích người đàn ông cọc cằn nóng tính. Em trai, em có cọc cằn nóng tính không? Em toàn bị người ta ăn hiếp thôi chứ em không chưa nóng được với ai chị ơi. Dạ. Nãy giờ bạn gái yêu cầu vậy em thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hầu hết là em cũng đáp ứng được. Vậy là tốt. Mẫu người bạn gái em cần tìm là như thế nào? Còn em, mẫu người bạn gái của em đó. Thì em mong là một người phụ nữ của gia đình. Em nghe bạn ái bên đấy nói thì bạn đó cũng biết chăm con. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Được rồi. Nhưng cũng đừng vì cái điều mà phụ nữ biết chăm sóc con cái mà mình không chăm sóc phụ nha. Đàn ông mình bây giờ cũng phải chăm sóc phụ, con cái, chia sẻ với phụ nữ ha. Dạ. Yeah. Rồi, thì vậy tốt rồi đó. Rồi, em chào chị. Chào em. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Chắc là hút thuốc, đánh bài, đua xe, những vấn đề đấy. Em nói mấy cái của đàn ông không vậy? Người phụ nữ nào mà có nhiêu đó chắc đuối luôn. Tại vì cái đấy là em không thích thật. Dạ. Không ai thích hết trơn mà cũng không ai có đâu sợ. Rồi bây giờ chị hỏi em nè, là mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Thì em cũng có chuẩn bị nhưng mà nói thì hiện tại thì cũng chưa có nhà ở trong này. Nhưng mà em quyết định là lập nghiệp trong này thì chắc cũng sẽ có trong một thời gian ngắn thôi. Bao lâu nữa thì mình có thể tính tới chuyện đám cưới được? 6 tháng hay 1 năm nó không thành vấn đề. Thì cũng cần là sớm sớm một chút. Dạ đúng rồi. Mọi thứ chị thấy chuẩn là ok hết rồi. Vấn đề làm sao em thuyết phục được bạn gái. Chứ chị thấy hay, bạn gái này rất phù hợp với tiêu chí của em luôn. Dạ. Yeah. Cố gắng lên nha, tự tin, bản lĩnh. Dạ, quyết chiến quyết thắng. Em cảm ơn chị. Được. Để em qua tham khảo thăm bạn gái rồi sao nha. Được anh hỏi giúp em nha. Chào anh Linh. Chào em gái.
Dạ. Dễ thương ha. Em trai bên của anh á, theo anh đoán được là đây là chàng trai rất là vững chãi ha, rất là chân thành nữa, và cũng biết lo cho gia đình. Còn em nãy giờ em nghe nói thì em cảm giác ảnh như thế nào? Cũng phù hợp với mẫu người của em, cũng khoảng 60%. 60% hả? Dạ. Được rồi, em nãy em nói ở Bình Thuận phải không? Dạ, em ở Bình Thuận á. Bình Thuận thì đi vòng qua chỗ Buôn Mê Thuột thì cũng không xa lắm. Dạ, em chưa đi lần nào nhưng mà em nghĩ là chắc cũng có cái đường đi đẹp lắm. Vậy hả anh? Em thấy cũng hơi xa. Không, được rồi. Anh ơi. Em muốn là tương lai sống ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nghĩ sao? Sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ra ngoài rì sự đó nó đỡ kẹt xe hơn em. Dạ, tại lúc nãy em có giới thiệu là em xây xe á, cho nên đó là em rất là ngại mà mình đi tới đi lui xa xôi. Nhưng mà đối với em, nếu mà mình có duyên á, khi mà bấm nút rồi á, mà có duyên tiến tới nữa thì anh ở đâu em sẽ ở đó. Hay quá. Biết nói dễ sợ vậy. Không, nãy giờ em nói chuyện anh thấy rất là hay đó. Anh chấm em rồi đó. Dạ. Được. Mạch lạc ha. Mạch lạc. Bên đàn gái, ok. Nhà gái chuẩn lắm á, nhà trai cố lên nha. Được rồi. Rồi bây giờ mình đi với ai không nè, để dạ, kiến của người thân. Hôm nay thì em đi với những trợ lý xinh đẹp của em, cũng FA luôn chị. Một người góp mặt hôm nay em xin trân trọng, đó là anh Trần Cường, chính là sếp của em. Rồi. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường và các anh chị trong trường quay. Xin nhận xét ra người bạn trai bên này thì rất là cao ráo và dễ nhìn đó, và nhân viên kinh doanh, cho nên là cũng rất là phù hợp với phong cách của Như Ái bên kia. Nhận xét về Như Ái trong công việc thì Như Ái rất là một người rất năng nổ, nhiệt huyết, đã làm công việc gì thì làm từ A đến Z, làm cho tới nơi đến chốn. Anh thấy bên này là rất ok, đúng tiêu chí mà em đặt ra. Nhưng mà sếp phải tạo điều kiện cho những lúc mà hẹn hò chứ, được không? Ok, đấy là trách nhiệm của sếp phải hỗ trợ cho làm sao Như Ái có một cái mái ấm. Đúng rồi, cảm ơn sếp. Chạy đi với ai? Hiện tại thì em đang đi với lại giám đốc của công ty. Bên cạnh là em trai, em ruột của em. Rồi, mời sếp trước đi ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Vũ với lại là em Ái. Ở góc độ của cá nhân anh, cho anh chia sẻ với Vũ một chút xíu. Ở chỗ bạn Ái thì nói về ngoại hình thì rất là tốt rồi, rất là đẹp, rất là xinh. Tính cách, cá tính, mạnh mẽ, đó là một người đáng để làm vợ đấy. Còn ở góc độ của Vũ thì một người con trai rất là khéo. Nói khéo nhiều tài lẻ lắm đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong công việc thì rất là kiên định, chịu khó, cũng đáng là người để làm chồng. Nên là anh mong hai em cố gắng nha. Okay. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ con sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, rồi. Anh có một cái để em nhận trước em ha. Dạ. Em gửi anh. Ừ rồi, cảm ơn em. Cái bao thơ đó là cái gì em, quà đó mình có thể xem được không? Dạ được chị. Anh cứ giải quyết từng phần quà có từng người một đi anh. Rồi, giải quyết quà từng người một kìa. Cái hoa này thì tự anh làm nhưng mà tự anh cắm. Thì còn cái này là một sản phẩm công ty anh, thì anh cũng sẵn tại vì anh kinh doanh anh bán này. Dạ. Thì anh gửi em. Em cảm ơn anh. Mà dạ, sao mà em làm được cái giỏ hoa đẹp vậy? Dạ em ơi, em mua chị ơi, nhưng mà nó rớt ra em cắm lại thôi. Em coi quà bạn gái kìa. Chào anh, người lạ ơi, qua chương trình bạn muốn hẹn hò, nay em được gặp anh. Phải chăng đó là chữ duyên? Người ta nói duyên là do người xếp đặt, phận là do người chọn. Em hy vọng chương trình sẽ mang lại điều kỳ diệu cho chúng ta ngày hôm nay. Em gửi tặng anh món quà làm kỷ niệm cho duyên gặp nhau này. Chúc anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc. Ái. Cô ấy chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay đó. Khui quà luôn em. Anh có thể khui quà của anh á. Ồ. Cái gì vậy em? em tưởng con rắn. Phải. Nhìn nó. Cái này là em tự chuẩn bị. Cho. Mở ra đậy lại. Em. Anh có thể giúp em mở ra được không ạ? Nó là một cái hình đây là hai người. Anh có thể anh có thể mở cái nút ở dưới được không? Gì bối rối quá vậy, đẹp quá. Cái món quà này đó anh nhìn vô anh thấy, nếu mà mình nhìn bình thường thì nó chỉ là một cái món quà, một cái vòng tròn thủy tinh và chỉ có hai người rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình bật cái nút nhạc lên, nó nhạc vang lên và nó có nhiều màu sắc, nó đổi
nó thay đổi. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống này nó có rất là nhiều màu sắc, nhiều cái cung bậc, cũng như có bốn mùa xuân hạ thu đông. Có thể liên tưởng tới bốn vị ngọt đắng cay bùi của cuộc sống này. Thì em hy vọng rằng nếu như mình có duyên với nhau thì em và anh sẽ cùng nhau trải qua, vượt qua tất cả những khó khăn để mình đến với bến bờ hạnh phúc và có một cái cuộc sống như những người khác mong đợi. Hay quá. Nhưng mà em tặng quà này không phải là nó ý nghĩa vậy mà anh bấm nút nha. Không phải, nếu như mình có duyên thì anh bấm nút, còn nếu không có duyên thì em nghĩ đó sẽ là một người bạn của anh. Khi mà anh buồn anh có thể bật nhạc, khi anh vui anh cũng có thể bật nhạc, và tiếng nhạc sẽ làm cho anh cân bằng cuộc sống lại và anh sẽ vui hơn. Chính xác. Hiện tại vào lúc này thì anh cảm thấy là khi mà sau khi nhận được món quà và những lời của em thì anh cũng thật sự rất là vui rồi. Thì cũng cảm ơn em vì cái món quà này. Anh em mình muốn lên một cái chương trình như thế này thì cũng trải qua khá là một nhiều quãng thời gian. Ngoài đường thì cũng rất là đông. Có thể là anh em mình gặp nhau nhưng mà chưa chắc đã được ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. Thì anh mong là nếu như mà đã có duyên như vậy thì anh em mình hãy cho nhau một cái cơ hội để biến là cái hình trái tim này, này nó đúng nghĩa với nó luôn. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Thì hiện tại thì anh cũng có nhiều câu hỏi, nhưng mà anh nghĩ là những gì nãy giờ anh nói chuyện với em á, và anh nghe những lời của em nói thì anh nghĩ là như thế cũng là đủ để anh phải biết anh cần làm gì. Anh có thích làm những công việc từ thiện không? Anh cũng hay đi. Em nghĩ là mai mốt anh không cần đi xa đâu. Tại vì nhà thuốc của em á là vào những ngày cuối tuần, anh thứ bảy chủ nhật á là bên em thường tổ chức những buổi đắp thuốc từ thiện, bấm nguyệt hoặc là chữa nắng chỉnh xương dành cho tất cả những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến đó điều trị thoát vị đệm và thoát khỏi cuộc sống. Anh có thể là chia sẻ công việc với em và có thể đến đó cùng với em giúp thầy của em được không? Anh sẵn sàng thôi. Hiện tại á mẹ em ở dưới quê á, nói chung là gia đình của em á thì không có làm nông nhưng mà có buôn bán, và lúc nào cũng tôn trọng cái sức lao động. Chính vì vậy là mặc dù lớn tuổi nhưng mà mẹ em vẫn làm công việc. Tới thời điểm này mẹ em rất là vất vả nấu món ăn để mà bán đồ ăn sáng. Nên là em rất là thương mẹ của em. Em hy vọng là em sẽ gặp được một người có thể hiểu em và chia sẻ em. Có nghĩa là sẽ thương mẹ của em, cũng như là thương em thì phải thương những người thân của em. Thương mẹ của em như thương mẹ của anh có làm được không? Gia đình anh thì xuất phát là từ nghề nông. Bên anh từ nhỏ đã làm cà phê rồi. Nhưng có thể là nuôi 6 anh chị em đều học đại học và ra trường đều đi làm hết. Thì anh cũng xuất phát từ nghề nông, và nên những cái vấn đề đấy thì anh nghĩ là nó khá là bình thường đối với anh. Mẹ em chỉ mong muốn sao cho những đứa con của mẹ em có cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi là mẹ em đã vui rồi. Cho nên là em cần một người có thể hiểu và sống tình cảm như vậy đó. Đường đời á, em gặp rất là nhiều sự lựa chọn. Có đôi lần em sự lựa chọn sẽ sai lầm. Thì ngày hôm nay cũng là một sự lựa chọn, nhưng mà sự lựa chọn lớn hơn. Thì anh nghĩ là anh cũng không phụ lòng em để mà làm em phải sai lầm trong cái lựa chọn này. Hay quá. Hôm nay tôi chứng kiến một câu chuyện này đầy cảm xúc đấy. Chúng tôi không nói nhiều nữa, con tim các bạn sẽ mách bảo điều đó. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Cô gái ấy. Đây là một cặp đôi mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả khó khăn, tất cả vất vả, tất cả giông bão trong cuộc sống. Hai bạn bấm nút mà tôi muốn khóc luôn đó. Thật sự nghe cuộc nói chuyện của hai bạn rất là xúc động. Thật tuyệt vời nha. Cố gắng nha. Anh mong chờ tin vui từ các bạn. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax, phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu